chào quý vị và các bạn. Mình tên là Kim Phụng, năm nay mình 23 tuổi. Mình đến với chương trình Hoa hậu áo dài Việt Nam được tổ chức tại Houston năm 2013 với mục đích là muốn giữ gìn nét văn hóa dân tộc Việt Nam và tôn vinh lên vẻ đẹp áo dài của người Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào, mình tên là Trần Hoàng Harry. Mình hiện nay đang làm cho chương trình Miss and Mrs. Việt Nam, áo dài Việt Nam, E-Reverse. Chương trình của mình thì đi vòng quanh nước Mỹ để tìm ra những hoa hậu và phu nhân đẹp nhất. Và hiện nay điểm dừng chân tiếp theo của mình đang là ở Houston. Đợt trước thì mình đã có một lần làm ở Dallas rồi. Và đợt này mình quay Houston để tìm ra những nhân tài, tìm ra những người đẹp nhất cho cuộc thi ngày hôm nay. Động lực mà để cho Khả Tú thực hiện cái chương trình Miss and Mrs. Áo dài Việt Nam là Khả Tú cũng rất là yêu thích cái nét đẹp truyền thống của người Việt Nam. Thật sự cái áo dài là một cái áo rất là duyên dáng, khi mà mình cũng đi ca hát trong nhiều năm qua được bận rất là nhiều chiếc áo dài đẹp, và Khả Tú cũng muốn phát huy cái phong trào hoa hậu tại Hoa Kỳ, và để cho các bạn và các chị luôn luôn ghi nhớ rằng những cái truyền thống văn hóa lâu đời nhất và đẹp nhất của người Việt. Và Khả Tú mong rằng là mình có thể mình lập ra được một cái group của người đẹp để mà những người đẹp đó cống hiến cho xã hội và làm những cái điều đẹp. Thì Khả Tú nghĩ rằng là rất là mong các bạn sẽ ủng hộ cho cái công việc mà Khả Tú đang làm, để mà chúng ta có thể phát huy được cái truyền thống này hàng năm, để ban tổ chức có thể đến được gần hơn với tất cả quý vị, để tạo được nhiều giấc mơ hơn cho tất cả quý vị. Bằng hàng năm chúng ta sẽ có nhiều cuộc thi hơn, sẽ có được cái số lượng hoa hậu nhiều hơn, thay vì những cuộc thi mà hàng năm quý vị phải chờ đợi rất là lâu và quý vị phải đến từ khắp nơi trên thế giới. Có nhiều người rất là đẹp, rất là duyên dáng, rất là dễ thương, nhưng mà chúng ta không có điều kiện đến với cuộc thi. Và bây giờ ban tổ chức chịu khó dấn thân hơn đến với tất cả quý vị là bằng cách là đi đến từng thành phố. Và hiện nay thì đây là đợt thi lần thứ 2 mà ban tổ chức vừa tổ chức tại thành phố Houston.